Thưa quý vị, cặp nhung nai được xem là khủng nhất trong làng nuôi hưu nai ở Nghệ An với trọng lượng gần 11 kg vừa được gia đình anh Phạm Hồng Thái, ngụ thôn 22, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai cắt bán. Cặp nhung nai này, này đã được một phụ nữ mua lại với giá 110 triệu đồng. Anh Thái cho biết, con nai này, này được gia đình anh thu mua từ năm 2020 với giá gần 120 triệu đồng, hiện khoảng 6 tuổi. Nai nuôi từ 2 tuổi trở lên sẽ cho thu hoạch nhung mỗi năm một lần trọng lượng của nhung sẽ tăng dần trong khoảng 10 năm, sau đó chuyển lại và giảm dần. Những con nai khỏe mạnh sẽ cho thu hoạch nhung trong khoảng 29 năm. Năm ngoái, trọng lượng cặp nhung của con nai này đạt 8,2 kg, được xem là lớn nhất xứ nghệ thời điểm đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cặp nhung đạt trọng lượng khủng, vượt ngoài dự đoán. Anh Trần Nhật Trung, một trong những chủ dựa thu mua nhung lớn nhất ở tỉnh Nghệ An cho biết, Cặp nhung này có thể xem là cặp nhung đẹp, độc lạ và nặng nhất trong làng nuôi hưu nai xứ Nghệ nói riêng và Việt Nam nói chung trong nhiều năm trở lại đây. Hiện tại cặp nhung nai được chị Lê Thị Cảnh, chủ một cửa hàng ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai đến tận nơi thu mua. Khi nghe tin về cặp nhung này, rất nhiều người hiếu kỳ đã đến xem và hỏi mua lại.